6 vấn đề các bạn có thể gặp phải trong quá trình điều trị sẹo lõm. Thứ nhất, đó là tin vào các sản phẩm trị sẹo trên thị trường. Thì các sản phẩm bôi thoa trị sẹo hiện nay nó chỉ tác động được khi mà sẹo các bạn mới được hình thành thôi, trong giai đoạn đâu đó khoảng 3 cho đến 6 tháng đầu. Sau thời gian này thì các sẹo lâu hơn nó sẽ cần phải có một cái phương pháp can thiệp y khoa khác. Thứ hai, đó là nghe lời giới thiệu của các sản phẩm hoặc là sử dụng các loại thảo dược không rõ nguồn gốc. Các sản phẩm chứa các thành phần sáng da thực ra nó chỉ có phần cải thiện cái màu sắc của sẹo và sẽ không giúp sẹo làm đầy lên được. Xài không khéo thì các bạn còn có khả năng tạo ra những vạch hữu cơ. Thứ ba, đó là điều trị sẹo quá trễ. Thì như đã nói ở trên, chúng ta cần phải điều trị sẹo càng sớm càng tốt, đặc biệt đó là trong giai đoạn 3 tháng đầu sau tổn thương. Thứ tư, đó là nôn nóng, muốn vừa điều trị sẹo vừa điều trị mụn. Lời khuyên của bác sĩ là chúng ta hãy ưu tiên điều trị mụn thật là ổn trước, sau đó thì chúng ta mới tiến hành điều trị sẹo nha. Thứ năm, đó là tự ý điều trị mụn. Việc tự ý điều trị mụn hoặc là xem các review sản phẩm ở trên mạng có thể dẫn đến những biến chứng đó là sẹo sau mụn. Thứ sáu, đó là chế độ chăm sóc da, sinh hoạt không hợp lý. Một chế độ chăm sóc da và sinh hoạt không phù hợp đó, thì nó có thể làm cho tình trạng sẹo nó trở nên dai dẳng, kém đáp ứng điều trị, thậm chí đó là không mang lại kết quả. Các bạn cần phải phối hợp nhịp nhàng các chỉ định của bác sĩ để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình điều trị sẹo lõm nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.